Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ ở cửa khẩu, những ngày qua, các chốt chặn như thế này được cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai tại các đường mòn lối mở để ngăn người dân xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới Việt-Lào. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Đảng ủy, Ban chỉ huy đơn vị đã lập các cái chốt chặn trên cái đường mòn lối mở nhằm kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại khu biên giới. Tại các điểm trọng yếu trên dọc tuyến biên giới Việt-Lào, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo các đồn biên phòng tăng cường triển khai hàng chục chốt chặn với hơn 100 cán bộ chiến sĩ ngày đêm canh trực. Mỗi chốt chặn đều được bố trí khu vực cách ly để kịp thời xử lý các tình huống. Triển khai nhiều biện pháp rất quyết liệt, trong đó có cái biện pháp là tăng cường lực lượng lên biên giới, lập các chốt ở đường mòn, lối mở, khu vực cánh ga, khu vực cửa khẩu để phát hiện, ngăn chặn, triệt để các cái trường hợp mà xuất nhập cảnh rồi vượt biên trái phép qua biên giới. Ngoài nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ 24/24 giờ tại các chốt chặn, những chuyến tuần tra đêm như thế này vẫn thường xuyên được cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng triển khai duy trì. Gian nan vất vả và đối mặt với vô vàn hiểm nguy, nhưng các cán bộ chiến sĩ biên phòng vẫn bám sát từng đường mòn lối mở trên tuyến biên giới, bởi đây là thời điểm cần nâng cao cảnh giác, đấu tranh với các hành vi lợi dụng dịch bệnh để vi phạm pháp luật. Bên cạnh cái việc kiểm tra kiểm soát chặt chẽ 24/24 tại chốt chặn, thì căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi cũng cắt cử cán bộ để mà tuần tra, kiểm tra ở những các điểm mà có thể có cái hoạt động xâm nhập biên giới trái phép để kịp thời xử lý. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình biên giới hiểm trở, các điểm chốt chặn chủ yếu là lều, bạt dã chiến, điều kiện ăn ở, sinh hoạt khó khăn. Nhưng với phương châm 4 tại chỗ, cùng tinh thần chống dịch như chống giặc, cuộc chiến chống dịch đang được cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tốt ngay từ cửa ngõ biên giới.